dòng suối nước trong xanh mà nước chảy róc rách. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với cuộc sống hoang dã. Đó. À, có cả cơm lam à? Hết cơm lam chưa? Ồ, đi rừng cầm theo cả mì tôm chưa? Đó. Ngoài những các ống cơm lam đang tước ở bên kia kìa. Quý vị ạ, đi rừng thì tận dụng những cái ống tre nứa, ống giang á, làm cơm lam á, mà rất thơm. Đó. Nó hơi ngược anh này. Lập chứ. Bây giờ này mà tắm lập nhá. Và
Ờ, cơm lam nó bị cháy. Vâng, cuộc sống các ông bà ngày xưa là cũng hơi vất vả khó khăn, là duy trì cuộc sống ngày xưa ấy, là đi làm nương, làm ruộng, làm rẫy thì là ít khi có xong nồi và bát đĩa như bây giờ. Thường thường là các ông bà ngày xưa là dùng chứa nước cũng bằng ống nứa, ống tre và kể cả đũa bát cốc đó. Nếu nói thời bây giờ thì chẳng qua là bây giờ là cuộc sống là đi duy trì ôn lại ngày trước, chứ thực ra ngày xưa là đi ruộng nương là toàn là đi bắt cá bống này, vớt be bờ suối như thế này này. Cuộc sống đấy là khái quát một số nét cho quý vị và các bạn này biết được cuộc sống của người dân xưa và nay. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn, xin hẹn gặp lại và xin chào các video khác. Bắt là thằng rối rối mới về sang hôm mới nằm vơi thôi. Mà chín tờ tôi không chín tạc cắn rồi. Thằng lai đấy mới nằm vơi. Đây, hôm mới cao là cái năng cao hợp trong hông của bên mi pháp đấy nó chào hỏi lớn. Không thể thiếu được cái bát nước chấm mà khén. Một kén nước thơm, một kén rừng, cũng toàn đồ rừng, rau cỏ, canh, cái rừng hết. Xin chào, quý vị các bạn nhé.